ra ngoài ngay. Tư Nghiệp, thế nào rồi? Tư Nghiệp, thế nào? Thế nào? Cô xem, ta bảo mà, hiện giờ nhị thúc vẫn không muốn nhận các trò làm đồ đệ. Có điều ta khuyên nhủ mãi, cuối cùng người đã lùi một bước. Lùi một bước à? Lùi một bước rồi. Vậy chúng ta cần làm gì? Muốn ông ấy nhận các trò làm đồ đệ, trước tiên phải xem các trò có thành tâm không. Thành tâm chứ, chắc chắn phải thành tâm. Đúng vậy, chắc chắn thành tâm. Chúng ta trèo đèo dược suối lên đây chính là để bái sư. Các trò nói không tính. Ông ấy nói bỗng nhiên muốn uống rượu tự ủ trong núi. Có gì đáng sợ đâu chứ. Lề mà lề mề. Chỗ này có gì đáng sợ đâu. Rượu. Nhị thúc, người lại chơi ta. Tư Nghiệp, đừng sợ, nghe ta chỉ huy này. Tiến lên trước hai bước. Giờ ta có thể lùi về sau không? Không được. Đi đi. 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 Đi đi. Đưa tay ra, đưa tay ra. Đưa tay ra. Đúng rồi, đúng rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, rút thôi. Đi mau. Đi mau. Nhị thúc, ta có chuyện muốn hỏi đây. Mấy người về nhanh đấy nhỉ? Bảy dọc đường. Cháu trai, ta bỗng nghĩ ra một chuyện cần nói với con. Đi nào, đi nào. Vào trong rồi nói. Đi nào, đi nào. Vậy. Đi nào. Đi đi, đi đi. Làm xong rồi. Giờ chúng ta có thể bàn chuyện bái sư nhận đồ đệ rồi chứ. Được thôi. Dù sao cũng là học trò của cháu ta. Ta sẽ phá lệ một lần. Từ từ, từ từ đã. Ta có thể nhận đồ đệ. Nhưng mà cháu trai, con ra ngoài trước đi. Mau lên, ra ngoài đi. Âm mưu gì vậy chứ? Ta già rồi nên sức lực có hạn. Ta chỉ có thể nhận một người trong hai người làm đồ đệ thôi. Một người. Vậy không ổn đâu. Cả hai chúng ta đều cùng lên núi. Nếu giờ ngài chỉ nhận một người thì không ổn chút nào. Đúng vậy. Ở Quốc Tử Giám chúng ta thân nhau như huynh muội. Đó là tình nghĩa sống chết có nhau. Cái đấy thì không. Ngài nói chỉ nhận một người có phải quá tàn nhẫn rồi không? Ta chỉ nói nhận một người là đồ đệ, chứ có đuổi người kia đi đâu. Cố chấp muốn ở lại làm tạp dịch cho ta cũng không phải không được. Tạp dịch. Tạp dịch chỉ là một cách gọi thôi. Ta cũng không coi ngươi là người hầu thật. Nhưng việc thì vẫn cần có người làm. Tất nhiên không phải làm không công. Tuy ta chỉ nhận một người làm đồ đệ, nhưng nếu người kia làm xong việc, không có việc gì thì đến xem rồi luyện cùng. Ta cũng có thể chỉ giáo cho đôi điều. Được. Quyết định nhé. Quyết định vậy đi. Được. Ta ra đề coi như kiểm tra. Ai trong hai người làm xong trước thì ta sẽ nhận người đó làm đồ đệ. Nói xem nào. Không phải việc gì khó đâu. Ta muốn có áo lót của Yến Dân Chi. Hai người đi lấy cho ta đi. Áo lót. Thế này mà không khó á? Ta là một nữ tử, làm sao lấy áo lót của thầy ấy được. Nếu người không muốn thì coi như ngươi chịu thua. Không công bằng. Ta làm được. Ta cũng làm được. Diêm Diễm, trò có chuyện gì à? Không ạ. Không có gì đâu ạ.
tư nghiệp, chuyện bái sư, liệu thầy có dốc sức giúp đỡ ta không? Tất nhiên rồi. Cảm ơn tư nghiệp. Tư nghiệp, để học trò rót rượu cho thầy. Tăng Kỳ, cậu nghĩ gì vậy? Bất cẩn ấy mà. Rượu đây ạ. Học trò xin lỗi, tư nghiệp. Tăng Kỳ, trò, xin lỗi tư nghiệp, học trò bất cẩn quá. Tư nghiệp, hay là thầy đi tắm đi, để học trò đun nước cho. Đi mau lên. Được ạ, ta đi đây. Đúng là thủ đoạn. Vậy mà cũng ra tay được. Vậy sao mình đỡ được cô ấy chứ? Tư nghiệp, ta đã chuẩn bị xong cả rồi, thầy cứ yên tâm tắm đi. À phải, đồ bẩn thầy cứ vứt bên ngoài, lát nữa ta sẽ giặt cho thầy. Không cần phải vậy, do ta làm bẩn mà, đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm rồi. Vậy được. Nữ tử như trò mà ở đây thì không ổn lắm nhỉ? Không ổn. Ta đi đây. Thầy từ từ cởi. Ra ngoài ngay. Không phải, tư nghiệp nghe ta nói đã. Ta có thể giải thích. Ta bảo trò ra ngoài. Hay là thầy, thầy đưa áo lót cho ta đi. Ra ngoài, ra ngoài. Mau ra ngoài, không nhìn thấy. Không nhìn thấy cầu thang. Váy ta bị kẹt rồi. Vậy là Yến Hạc Hành sai các trò lấy áo lót của ta, nên trò mới cố ý làm đổ cơm canh lên người ta để ép ta đi tắm. Trò nghĩ mình thông minh lắm phải không? Trò không thấy có gì không ổn à? Học trò không nên xông vào phòng tắm của tư nghiệp. Tư nghiệp dạy phải à? Đúng. Nhưng ý của ta không phải thế. Trò quanh quẩn ở chỗ ta lâu vậy rồi, mà sao không thấy Diêm Tiểu Lan đâu? Còn cho rằng mình có mưu kế vô song, thực ra đã bị người ta chơi xấu rồi. A Kỳ, Tăng Kỳ, cô về rồi à? Diêm Diễm, huynh lại dùng thủ đoạn gì thế hả? Không nói thế được đâu nhé. Cái này là ta công khai lấy từ tay tư nghiệp đấy. Cô thua rồi, A Kỳ.